Thầy không kỳ thị phải hòa đồng với tất cả tôn giáo. Cái này quan trọng á. Người công giáo họ có cái luật là gì? Cái đạo của họ rất là tốt nhưng mà rất là khuôn khổ, là vì họ chỉ muốn không có những người đi ra ngoài đạo để số lượng. Còn đạo của cha là đạo gốc, mình không có nói là vô pháp kinh của Phật giáo hay của Thiên Tâm giáo là phản Chúa, mình không có nói như vậy. Công giáo cứ vào một anh em, Phật giáo cứ vào một chị em, Hồi giáo cứ vào một tiểu muội đại khách, mình không có kỳ thị. Mình càng phải học kinh Koran, mình càng phải học kinh Cũ Ước và Tân Ước để mình hiểu thôi nha. Có nào chúng xa trong đó kinh Tân Ước Cũ Ước nói trái đất này thẳng, mà xưa Phật nói trái đất này giống như cái đầu của Ngài đang là tròn tròn dẹp dẹp á, chọc á. Rồi mình không có kỳ thị, mình là cái gốc, mình là cái thân cây. Cái thân cây tất cả nhân loại đạo trên thế gian đều là do cha ra hết, không có đạo nào sai hết. Nhưng mà mình đang là cái gốc cây, mình là một đại đạo trong tương lai, một cái đạo thống nhất tất cả các đạo. Nếu mình kỳ thị mình sẽ không thống nhất được họ. Lúc nào cũng nên giữ cái lập trường đó. Chiếc thuyền lớn không bao giờ đụng chiếc xuồng con, đụng là xuồng con nó chìm. Mình là thuyền lớn, mình là đi thẳng từ cha từ mẹ, từ thượng đế lập ra đạo này. Đức thầy lập đạo Hòa Hảo, Đức thầy lập đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, nhưng Đức thầy cũng là dân lệnh cha lập ra đạo Thiên Tâm. Ngài sẽ giải thích bên cao đài, ngài Phạm Công Tắc, ngài Lê Minh Chiêu, Ngô Minh Chiêu cũng tuân lệnh của cha, nhưng bên đó hiện giờ chưa có giáo chủ đúng không? Chờ mắt thứ ba đúng không? Chờ thiên nhãn đúng không? Nhưng mà cha chưa có một người ấn định xuống để mang sắc phàm. Phải có sắc phàm lập ra lịch sử, giống như Phật Thích Ca, giống như Chúa phải chịu đau, chịu đớn, Phật phải đạp gai, Phật phải ăn đồ ăn của ngựa, thì nó có cái lịch sử thì mới gọi là chánh đạo. Đạo Thiên Tâm hôm nay là đại đạo của cái thời đại hoàng kim của Phật Di Lạc, thì mình phải hãnh diện cái đó. Thì cho nên mình không có kỳ thị, mình kỳ thị là mình đẩy họ đi xa đó. Thôi giải thích vậy, mình học để mình hiểu chứ không phải mình học để mình theo. Tại vì mình đã siêu rồi, bây giờ con qua con học Hồi giáo kinh Koran, họ đâu có nói là có nghiệp, họ đâu có nói là thần hồn đi từ xác ông Saddam Hussein rồi đi qua thành Putin đâu. Có đó nghe, cái thần hồn có thể đi bất cứ quốc gia nào, đầu thai bất cứ quốc gia nào. Nhưng mà những cái kinh từ đạo Do Thái nè, là do ông gì ta liền không có nhớ tên, thì với đạo Hồi giáo, đạo Công giáo và đạo Cơ Đốc giáo đều là một nguồn gốc. Một nguồn gốc ngày xưa các ông gì tử như giờ có một chút xíu hay nhớ lại, ở bên Do Thái, ổng chỉ là nằm mơ truyền tin thôi, không có thật như sư phụ ngày hôm nay nữa, mà lập cho ba cái đại đạo trên thế giới rồi. Nghĩa là có một chút xíu gọi là linh thiêng thôi đó. Giống như ông Mohammed, có một ngày ông nằm mơ ông thấy mấy vị thiên thần đi trên trời một cái ông vô hàng, cái ổng ổng người đầu tiên lập cái đạo, người đệ tử đầu tiên là vợ ổng. Là hôm nay đạo Hồi giáo khắp thế giới rồi đó con. Rồi bên Công giáo thì Chúa 30 năm làm người không ai biết ngày lại, 3 năm cuối cùng hiền lành lành hiền, chỉ là đưa tay kêu ta hiền lành lành hiền thôi, chứ không có một cuốn kinh Thiên Tâm, cũng thời đó cũng không có cái dấu hiệu, cũng chẳng có cái gì hết. Hai cuốn kinh thời nay bên Công giáo học là Chúa bước tới, Chúa bước lui, tới lui lui tới ngang dọc, đó là lịch sử của ngài làm cái đó. Thì họ học tới ngày hôm nay, họ không có như kiểu mình đọc thần chú Lăng Nghiêm, đọc Bát Nhã để mà sáng tâm, đọc kinh Chủng Đề,
Thiên Tâm có Tam Đại Tạng Kinh. Tam Đại Tạng Kinh mấy con chỉ cần một trang của trong Tam Đại Tạng Kinh thôi thành Phật rồi, chứ không cần nguyên một cái tạng kinh khác. Trong cái bài Kính Thiên thứ hai, mẹ có nói tu theo Di Đà Quan Âm, thời nay thầy làm sai, chứ kinh Phật đã lưu truyền mấy trăm nghìn năm không có sai. Hôm nay chỉ là biết cái gốc, mình thờ Thượng Đế duy nhất. Tại vì ai cũng kêu ông trời, ai cũng kêu ông trời. Thế gian này Công giáo, Phật giáo và Hảo giáo, người không đạo bởi vì cũng ôi trời ơi, oh my god, kêu cha tối ngày. Thì hôm nay mình mang dấu hiệu của cha, là dấu hiệu Thiên Tâm đó. Số 11 không